tầng 2 thì bắt đầu là xuống tầng 1 để chọn đồ, lượn là chọn đồ. Thì nó bao gồm nó có mấy khu chính, ví dụ như cái khu ở giữa này là hoa quả tráng miệng, khu bên phải này là thạch caramel, rồi ở giữa này là các loại chè, ở khu xa xa đằng kia là kem, gần đây là salad. Đầu tiên thì chọn salad ăn tráng miệng. Khu bên này là sushi đồ sống, nếu ai ăn đồ sống thì ăn cá sống, hàu sống này. Thế còn khu ở bên kia ở giữa thì là mấy cái đồ đồ ăn kiểu đồ ăn nhanh ấy, bánh mì, thịt nguội, rồi những cái đồ kiểu cũng là đồ ăn nhanh nhanh, bánh biết. Ở đằng cuối kia là rau. Đây, đây là cả vịt quay Bắc Kinh này, cua sữa rang muối hay là vùng tôm. Mé đằng này là toàn rau xào, ai ăn rau cơm rang. Còn bên này, đây, bên này là các loại lẩu nhá. Và đây lười ăn lẩu lắm, ai gọi lẩu thì người ta mang lên cho. Ra phía ngoài kia là hải sản. Rồi. Hôm nay mùng 8 tháng 3 đông người. Đó, ra ngoài này là mé hải sản. Lượn một vòng chọn gì. Còn nếu mà lúc nào thanh toán thì ra ngoài kia. Quay lại một vòng hải sản. Các anh đầu bếp này đứng. Quay lại cho các bạn, chứ bây giờ mình ngán hải sản đến cổ rồi. Đây là khu những cái trộn trộn ăn kèm nước chấm. Bát đũa thì các bạn lấy ở đây nhá. Đấy. Vào đây đơn giản lắm, ký bàn bao nhiêu người là ký vào cho người ta thanh toán sau. Ở đằng này là hải sản, ở khu đồ nướng nhá. Các anh đầu bếp nướng liên tục. Đó, quanh đây là khách ngồi hết. Đó. Đó, đi một vòng cái khu buffet Hà Nội. Ở trong này có 3 khu. Buffet Hà Nội, buffet quốc tế và buffet VIP. Thì cái khu VIP thì chưa vào, khu quốc tế thì không biết là món gì, nhưng rẻ hơn. Thì thấy bảo là khu này có hải sản các thứ thì vào thôi. Ôi, đấy hải sản rồi, bây giờ vào lấy những món khác, hoa quả các thứ ăn. Bây giờ ăn đổi món. À đây, đây 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 đây. Lấy gì lấy gì lấy đi. Đây đều là bàn ngồi hết. Đây có các chị này chuyên đi thu đồ thừa về. Khách ta khách tây rất đông nha. Xem mấy món. Đây là sốt chấm chân giò Philippines. Chân giò Philippines trông như kiểu là thịt ngan ấy nhỉ. À quay chỗ sáng quá đâm ra là nó tối. Đây rồi, mình cho sáng lên hết cỡ rồi. Da cá hồi không ạ. Cá vược chiên. Tempura. Chịu. Món này không động. Xúc xích chiên. Cánh gà chiên mắm. Cánh gà chiên mắm này có vẻ là chảy ướp này. Đấy. À, phô mai chảy, nó vẫn đang nóng đây này. Ngon luôn.
Đây là bề bề chiên khoai tây bỏ lò, pizza hải sản này ăn ăn ngon, bạn nào ăn được ăn, nhưng mà thường ăn cái phần phần trong thôi, còn phần ngoài thì như pizza thường. Bánh bao chiên khoai tây chiên, sốt chấm vịt, vịt quay Bắc Kinh, cua sữa rang muối. Mình đi vòng một vòng cái đằng rau này nhá. Hơi tối nhỉ. À đây rồi, gồm có rau gì, ngọn su xào tỏi hết rồi, cải chip xào nấm, rau xào thập cẩm, miến xào hải sản, cơm rang thập cẩm nhá. Và đây mà ăn cơm rang nữa thì mình thua luôn. Mì sốt thịt bò đà điểu lúc lắc, đây thịt đà điểu này, tí mình phải làm một tí thịt đà điểu. Hải sâm xào, ô cũng hay đấy. Chân giò hầm tứ bảo, khổ qua nhồi thịt. Bên này là các món bún này. À đây có cháo này, cháo cá hồi, cháo tôm hùm, thịt xương cái này đang cải thiện. Bún chả Hà Nội, bún riêu cua ốc, phở bò, phở gà, nem sen. Bên này lại là khu nước chấm với các loại tương ớt, tương cà, nước mắm, súp, chanh, bánh cuốn nhân tôm, nước mắm để chấm bánh cuốn. Bên này là xôi, ngô, khoai, bánh gối, bãi trưởng, có cả cá kho và cà pháo luôn. À, ai ăn cơm được ở đây? Bánh kho, cà pháo, muối lạc. Sau bên này là lẩu, hải sản, lẩu thái chua cay nhá. Không lấy nét à? Lẩu thái chua cay, rau nhúng. Qua đây là chả cá Hà Nội. Rồi, đây là những cái kiến trúc rất là đẹp để trang trí. Khu vực hoa quả có gì? Chanh dây, thạch, đu đủ, ổi, xoài, táo, dứa, táo tây. À, mỗi thứ có mấy đĩa liền nhé. Là bánh bánh là có mấy đĩa. Có thêm chuối và cam. Một vòng nữa đấy. Đây là các loại caramel bánh ngọt. Ok, toàn cảnh nha. Các loại chè, chè bà cốt này, chè khúc bạch, đỗ đen, chè xoài, xương sa hạt liệu, bánh sư tàu, chè bí đao. Đây đều có những cái bát ở bên dưới này để lấy này đó.
lấy thì múc chè. Sau khi ăn no thì ra ngoài thanh toán.